Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp. Mình thường xuyên đi cập nhật những mẫu nhà mới nhất hiện nay ở khu vực nông thôn để chia sẻ với các bạn, hướng tới các bạn chuẩn bị làm nhà, chia sẻ với các bạn những cái mẫu thực tế. Trên kênh của mình thì có những cái mẫu từ đơn giản một vài trăm triệu cho đến mẫu một vài tỷ, hơn chục tỷ các bạn nhé. Thì hôm nay mình lại đang đứng trước một cái ngôi biệt thự phong cách tân cổ điển, kiến trúc của Pháp. Vì cái sự đam mê, vì sự yêu mến của các bạn nên dù tối mình vẫn quay ngôi nhà để các bạn có cái sự tham quan. Cái ngôi nhà này thì cái diện tích sàn là khoảng 160m một sàn. Và cái sàn mà có sảnh ở trên tầng 3 kia thì to hơn các bạn nhé. Mình không chia sẻ nhiều về chi tiết sàn nữa. Mời các bạn tham quan những cái chi tiết của ngôi nhà này. Khi mà thiết kế nhà ở nông thôn hiện nay thì ngoài cái việc để ở ra, ngôi nhà cũng thể hiện đẳng cấp, thể hiện vị trí của bạn trong cuộc sống, trong địa phương và cũng như trong xã hội luôn các bạn nhé. Nhìn nhà gia chủ, nhìn cái phong cách của ngôi nhà thì các bạn có thể biết được cái chủ nhà đang ở cái mức nào. Đó. Cái ngôi nhà này, bác chủ nhà thì cũng không phải là quan chức to gì cả. Bác chỉ là một người công dân bình thường. Nhưng bác này rất có tư duy làm ăn các bạn nhé. Đó. Giờ mời các bạn tham quan cái ngôi nhà. Phía ngoài thì cổng, bác ấy làm bằng cái hệ cổng nhôm đúc. Đó. Và cái chi tiết hoa văn thì cũng theo cái phong cách tân cổ của Pháp. Từ ngoài cổng tường rào là cũng như vậy luôn các bạn nhé. Rất nhiều những cái chi tiết rất là đẹp luôn. Phía dưới tầng hầm thì bác đã thiết kế để những cái dụng cụ, rồi xe cộ. Và dưới này cũng có phòng vệ sinh, có bếp các bạn nhé. Cái bếp này sẽ phục vụ cho gia đình những khi mà có công việc lớn. Và cũng có một phòng ngủ luôn các bạn nhé. Phòng ngủ sâu ở phía trong, gần ngay với bếp. Đó cũng chính là phòng ngủ của Oshin đấy ạ. Giờ mình trở lại cái không gian chính phía trước của ngôi nhà. Ngôi nhà thì vẫn đang tiếp tục trong quá trình hoàn thiện nhưng mà rất là đẹp, phải không các bạn? Phía trên hai cái trụ cột, nó là hai con tỳ hưu, bác ấy đang tiếp tục hoàn thiện. Trước khi vào trong nhà, mời các bạn tham quan hết cái phía ngoài này các bạn nhé. Đó. Mình review nhà bằng tất cả cái sự đam mê và chia sẻ với các bạn. Khi về lại chia sẻ với bạn bằng tất cả cái sự chân tình, nhiệt huyết. Chỉ mong các bạn sớm hoàn thành ngôi nhà mơ ước của bạn cho gia đình và người thân. Đó. Cái ngôi nhà này thì thiết kế rất là tinh tế, từng cm luôn các bạn nhé. Đó. Và mời các bạn đi tiếp vào cái khu vực không gian bếp này. Cái khu vực bếp mà để dành cho những cái lúc mà có công việc lớn ấy, thì ở đây rất là thoáng. Và kết nối rất gần với khu vực bếp phụ, sân ướt các bạn nhé. Khi mà thiết kế nhà cho người dân ở nông thôn thì bao giờ các bạn cũng phải có cái khu bếp phụ liền với khu bếp chính. Thì nó sẽ, mặc dù ngôi nhà rất hiện đại nhưng nó sẽ rất phù hợp với cái cách sử dụng của người nông thôn các bạn nhé. Đó, và sâu phía trong thì bác cũng có một cái phòng ngủ rất là đẹp. Đây, mời các bạn tham quan cái phòng ngủ mà bác ấy dành cho Oshin đây. Đó. Phòng ngủ của Oshin giúp việc là cũng 16m², cũng có tivi đa phương tiện và cũng có nhà vệ sinh khép kín luôn các bạn nhé. Đặc biệt cái bác này, bác thiết kế cái phòng vệ sinh rất là thông minh các bạn ạ. Hai cửa, một cửa để đi vào phòng. Nếu bạn muốn dùng vệ sinh khép kín thì bạn chỉ cần chốt cửa ngoài này lại.
Và khi bạn sử dụng xong thì bạn chốt trong. Thì như vậy một cái nhà vệ sinh như nó giải quyết được hai vấn đề, là vừa vệ sinh chung mà vừa vệ sinh khép kín luôn. Đó, đây là cái cách sử dụng cái phòng vệ sinh cực kỳ thông minh. Thì các bạn chuẩn bị xây nhà, các bạn có thể ứng dụng cái việc này các bạn nhé. Đó, ngôi nhà của 4.0 là nó phải có rất nhiều những cái thông minh ở trong đó. 4.0 nó chính là cuộc cách mạng của trí tuệ, cuộc cách mạng của thông minh, không gian thông minh cởi mở các bạn nhé. Đó, giờ mình quay trở lại để các bạn nhìn cái cổng này. Cái cổng của bác cũng hoàn toàn theo cái phong cách thoáng mở, không có mái ở bên trên các bạn nhé. Cái cổng này khi bạn có xe cao xe thấp vào là vào hết, chứ còn các bạn làm mái ở bên trên nó sẽ bị giới hạn. Khi mà có xe chở đồ đi qua là nó sẽ rất giới hạn. Giờ mời các bạn vào tham quan những cái không gian ở trong nhà. Đó. Và ngôi nhà này thì bên trong bên ngoài bác sơn trắng sứ hết các bạn nhé. Và thiết kế cái không gian cực kỳ thoáng mở. Ngôi nhà không phải là quá to. So với một cái ngôi biệt thự tân cổ điển thì không phải là quá to. Nhưng ở đây bác ấy rất thành công trong cái việc sử dụng vay mượn không gian. Những cái vách kính này, các bạn ơi, hình dung này, xây mà không xây, ngăn mà không ngăn, đó, nó được ngăn cách riêng biệt nhưng nó lại vay mượn không gian ra bên ngoài. Đây là cái cách thiết kế rất thông minh, đó. Và cái hệ cửa của bác này, các bạn nhìn thấy có bề thế không ạ? Các bạn làm cửa gỗ nhé, thì cái đứng này các bạn làm thật to và cái ngang bên dưới này của bác đang là 40 đây này. Thì nhìn cái cửa cực kỳ thích luôn. Đó. Các bạn nhìn cái gạch nát nhà có đẹp không ạ? Đây, mời các bạn tham quan cái không gian bếp và phòng ăn. Cái phòng bếp, phòng ăn hiện đại bác để trên tầng 2 và liên thông với phòng khách các bạn nhé. Cái phòng này diện tích chỉ 20 m² thôi. Khi mà hoàn thiện bếp nó sẽ ở vị trí này. Đấy, bếp và phòng ăn nó như vậy nó sẽ đồng nhất với ngôi nhà các bạn nhé. Khi thiết kế nhà mới thì chúng ta cũng nên ưu tiên cái bếp hiện đại. Nó trang trọng lịch sự, nó cũng thể hiện cái sự ấm no hạnh phúc của ngôi nhà. Các bạn nhìn cái hệ trần gỗ của ngôi nhà này có đẹp không ạ? Mình cũng chưa tìm hiểu kỹ là bác làm bằng gỗ gì, nhưng bác chia sẻ là cái trần gỗ này bác làm hơn 1 m² các bạn nhé. Đó. Và tiếp tục mời các bạn tham quan cái phòng vệ sinh thông minh của bác này. Trên cái tầng này thì bác cũng chỉ có một phòng vệ sinh thôi, nhưng mà thiết kế quạt hút mùi 24/24 thì phòng vệ sinh nó sẽ khô thoáng. Và ở đây bác thiết kế cực kỳ thông minh, vẫn phong cách nhà vệ sinh thông minh. Khi dùng chung thì chốt cửa trái ở trong phòng, và khi trong phòng có nhu cầu sử dụng khép kín thì lại chốt trái cửa ngoài này. Đó, 2 trong 1. Tuy rằng một phòng vệ sinh như sử dụng hai mục đích, lúc bình thường này thì mở để dùng chung cho khách, còn lúc cần riêng tư thì chốt trái cửa lại. Và đây, cái phòng ngủ của bác cũng rất là nhỏ nhắn xinh xắn, vừa đủ sử dụng 16 m², và cái giường thì bác đang kê tạm nên nó dịch ra một tí nữa các bạn nhé. Mỗi một sàn này có diện tích khoảng 160 m². Cái sàn rộng thì 108 các bạn nhé. Cái sàn rộng ở phía trên thì 108. Mời các bạn tham quan cái không gian phòng khách của bạn. Đó, cái cột ở đây thì đã được bác ốp gỗ theo cái đường chỉ gạch xây, giống như là mình xây gạch, như nó là ốp gỗ, rất ăn khớp với cái hệ thống trần ở trên. Bác này thực sự là một bác ở nông thôn thôi các bạn nhé, không phải là quan chức to gì trong tỉnh trong huyện đâu ạ, nhưng mà người ta làm kinh tế giỏi thì vẫn có nhiều tiền để làm nhà to. Nhiều khi là mình cứ quay nhà to lên là các bạn nghi ngờ vào nhà của quan chức tỉnh, nhưng không phải đâu ạ. Đó.
Cái phòng khách này của bác có diện tích khoảng 40 m². Nhưng khi kê những cái bộ bàn ghế to lên, nó cũng rất là ấm luôn. Đó. Và đây là cái cầu thang để đi xuống tầng hầm các bạn nhé. Mình không quay xuống dưới nữa, mời các bạn đi lên trên. Đó, các bạn tham quan cái hệ đá của bậc cầu thang của bác này, đẹp không? Đá đỏ au luôn. Cảm ơn các bạn đang xem video trên kênh Nhà Đẹp NTN. Nếu lần đầu tiên bạn xem video trên kênh của mình thì tạm dừng 3 giây, kéo xuống bên dưới đăng ký kênh để cập nhật những mẫu nhà mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Cần được chia sẻ nhiều hơn, bạn hãy gọi cho mình số điện thoại trên màn hình để mình được chia sẻ và tư vấn với các bạn chân thành cởi mở. Chỉ mong các bạn sớm hoàn thành ngôi nhà mơ ước của bạn cho gia đình và người thân. Mình đã lên đến tầng 3. Tính cả tầng hầm thì tầng này tầng 3. Mời các bạn tham quan cái không gian của phòng thờ. Cũng 16 m², trần gỗ và rất là ấm cúng luôn. Cái này thực sự là rất chất chơi luôn đấy các bạn. Cái đồ gỗ của bác rất là xịn sò, rất là đẹp luôn. Cái tổng chi phí của ngôi nhà này thì nó khoảng cả nội thất nó gần chục tỷ đồng các bạn nhé. Dù bạn có không làm theo mẫu này thì cũng các bạn hãy cũng cho mình một like, một chia sẻ, bởi vì cái sự đam mê của mình. Rất cảm ơn các bạn mỗi khi quay video lên thì đều được các bạn đón nhận rất nhiều và cho mình những cái bình luận rất là tích cực. Mình rất biết ơn các bạn. Đó. Ở đây một cái phòng ngủ thì bác chưa sử dụng tới, nhưng phòng vệ sinh cũng rất đẹp luôn, phòng vệ sinh khép kín luôn. Sàn này vân gỗ nhưng mà bằng gạch các bạn nhé, không phải bằng gỗ đâu. Mời các bạn tham quan tiếp những cái không gian tiếp theo. Ở trên này thì bác bố trí một cái sảnh lớn để đi ra. Thực sự đi ra cái khu sảnh này mới thấy cái thú vị của ngôi nhà. Buổi chiều, buổi sáng mà ra đây tập thể dục, vươn vai tập thể dục thì quá là ok các bạn. Đó. Các bạn thấy ngôi nhà có đẹp không ạ? Đẹp từng, mình thấy nó được chi tiết từng cm luôn ạ. Phải nói là cái bác này cũng rất kỹ tính và cẩn thận trong xây dựng. Những cái chi tiết trang trí của bác ấy nó chi tiết từng cm luôn. Nếu bạn yêu thích mẫu nhà này, bạn cần thiết kế bản vẽ những cái ngôi nhà này thì cũng gọi cho mình nhé. Để mình được giới thiệu với bạn chính đơn vị thiết kế cái ngôi nhà này đấy ạ. Giờ mời các bạn đi vào tham quan những cái phòng ngủ ở trên cái tầng 3 này. Trên tầng 3 này phòng ngủ cũng đây một phòng nữa. Cũng 16 m². Và có vệ sinh khép kín các bạn nhé. Như vậy là trên có phòng ngủ và một phòng thờ. Đó. Phòng này cũng như vậy luôn. Phòng này chắc khoảng 18 m² và có vệ sinh khép kín luôn. Tất cả mọi các phòng là có vệ sinh khép kín luôn. Cái gì anh? Vâng anh, em một phút nữa đây ạ. Xong hết rồi anh ơi. Và mình đang lên tới tầng 3 rồi, tầng 4 rồi. Đó. Và trên này là tầng mái rồi, tầng trang trí rồi các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video tới giây phút này. Nếu bạn thấy chia sẻ của mình hay, hữu ích nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những mẫu nhà mới nhất trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.